Hello, hello các em, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Emro đây. Ngày hôm nay, Akalong Pro Top Layer Lockbait xuất hiện trên kênh của mình lần đầu tiên, thực ra là lần thứ hai rồi. Tại vì là cái phần 1 mình đã các xe các replay về Akalong Pro, anh ta đánh Lockbait. Với những cái replay, 4 replay trước thì mình đã trên kênh Sally rồi. Và hôm nay sẽ là 4 replay nữa với những cái đích khác nhau. Một trước anh ta finish top 4 top 96 quá tốt đấy, không phải đến lúc nào. Tại ngày xưa chúng ta thấy các top player ở Việt Nam cao hơn, tuy nhiên thì họ đã nghỉ hết game rồi, hoặc là những người chơi họ cũng kiểu là đánh kiểu for fun thôi, bây giờ thì không còn nữa. Akalong anh ta cũng thay đổi deck ở cái thời điểm hiện tại, anh cũng cũng là lockbait thôi, nhưng mà cái phiên bản lockbait này không phải là classic version. Ok, và chúng ta sẽ đến vào replay đầu tiên, slide list. Và đây là các replay mà anh đã share cho mình cách đây 2 ngày. Vì vậy là cho làm để xem được là Lockbait anh sẽ đánh như nào. Mình chưa mùa trước anh ta đánh Lockbait với phiên bản là Classic version, nhưng thay vào đó là một con Age of Spirit thay cho con Ice Spirit. Thì cái con đấy nó cũng khá là gọi là khá là thú vị. Tuy nhiên thì như mình đã nói thì đây là một con thẻ bài mà gọi là khả năng bộc tài rất cao, vì là khi mà Lockbait mà bị Active Feature thì rất là khó đánh. Đặc biệt là kiếm đam đến từ Robin Barrel, với lại là nó không còn nhiều nữa. Một khi lãnh trên cái trang hợp. Ok, quay trở lại với deck này. Đây là Lockbait Classic version with Stella, đây không phải là Infernal Tower. Chúng ta thường thấy là các player nổi tiếng như là Kit hay là Bad Bunny, hay là một vài player nữa trong cái playlist của mình cũng đánh Lockbait, nhưng mà họ chơi Infernal Tower. Có Bad Bunny thì anh ta cũng chơi Stella như kiểu như thế này. Thông thường thì cái deck có Tesla khi mà gặp X-Bow nó sẽ dễ đánh hơn là việc mà có Infernal, bởi vì là Tesla nó sẽ có sự support bởi Ignite và Rocket nữa thì defend X-Bow rất tốt. Hơn nữa thì Slynet anh ta cần phải phân phối được là Lock sử dụng cho con Preset hay là Goblin Barrel, và Fireball sử dụng cho con nào. Khi mà Lock mà sử dụng cho Goblin Barrel và Fireball sử dụng cho Preset thì sẽ rất là khó đánh, tức là Lockbait sẽ có lợi thế hơn nhiều. Đấy, các bạn thấy là cái việc mà Tesla trong cái matchup này nó cực kỳ lợi hại. Đến khi mà X-Bow đã bị giật, đến chết rồi, máu còn xuống, không còn gì nữa thì một pha đẩy Tesla cực kỳ lỗi đến từ Slyless. Anh ta đặt một cái, anh ta nghĩ rằng là Akalong anh ta sẽ đặt một reset ở phía bên phải, tuy nhiên thì không phải. Akalong chưa, tức là mình nghĩ là chúng ta Akalong vẫn chưa quyết định là thắng con preset ở ngay ở phía đây, phải thả thả ngay một con preset ở ngay cạnh con Tesla luôn, con support luôn. Cho tốt bây giờ Rocket và con Knight thẳng xuống, Rocket ở trong thân này hợp lý là cực kỳ là chuẩn xác, bởi vì là cùng với thời điểm vào con Knight cũng có Stylet anh đã xuất hiện luôn, rất tốt. Và đâm một Rocket thì tùy giá trị. Khi mà Rocket mà giết được cả Tesla, giết được cả X-Bow cộng với là con Nai như vậy thì chúng ta đã lộ lời tận bại ly rồi. Giá trị luôn. Tesla là ngắm tiếp vào X-Bow và con Nai support cực kỳ tốt. Có thể nói là Slylet anh ta trong cái matchup này anh ta bị bắt bài sai. Mình thấy là trong mấy cái turn vừa rồi anh ta đã xin lỗi tận 2 turn rồi. Tiếp theo là đọc reset và Icy Priest. Thực sự là phải nói là những cái pha mà đặt preset rất nhanh ở đây cầu hơn này sẽ tạo lợi thế cho những mắt trận này, bởi vì là sẽ kiếm được ít nhất là một đạn đến từ preset, ít nhất là một đạn nhé, không thường thì sẽ tưởng là hai đạn, mà hai đạn của preset đâu đó là khoảng trên gần 300 máu, rất giá trị. Lockbait bản chất của nó chính là cái gì đó, vì vậy là những cái mỗi lần mà không thêm một hit như vậy thì nó sẽ rất là lợi thế. Đây là thời điểm mà Lylet anh ta bị mất lợi thế, vì phần máu của anh ta còn 2.500, bên này là 3.000, còn chênh nhau gần 500 máu, gần 500. Lylet anh ta cũng không biết cách nào có thể xử lý được cả reset cộng với lại Nai ở cùng phía cả bây giờ Rocket. Thời điểm mà Akalong anh đã hạn chế sử dụng Goblin Gang, bởi vì trong cái matchup này Goblin Gang khi mà ra bước 3 Eli Goblin Gang thì ta sẽ bị kiệt, đặt một con Knight rất nhanh. Và đây là thời điểm Fireball chay rồi,
Hai bốn chay thì đã các anh đã cố gắng là xoay xoay Goblin Barrel trước trước khi là anh ta muốn sử dụng là một cái rocket, bởi vì là rocket sẽ là một cái luôn luôn là một cái thẻ bài tạo cái sự bất ngờ ở phần cuối, ở phía cuối, và bây là thời điểm mà Goblin Gang và Goblin Barrel sẽ đẩy lên nhanh hơn. Icy Breeze rocket đâu, Tesla một pha hơi nguy hiểm bởi vì Xbox bắn vào trụ rồi. Tuy nhiên thì Tesla sẽ xử lý trong tương này có thôi. 25 giây thì đây là thời điểm mà Xbox sẽ ra rocket thay cùng tập hơn. Tuy nhiên chúng ta đầu đó chúng ta vẫn thấy là một pha, một vài pha nó hơi cao pin vì là Akalong anh ta bị hơi ăn sai cùng một chút. Và đây là thời điểm mà Goblin Barrel đã có tiếp cận 2 đam nữa, 3 đam nữa thì Goblin Barrel và 1 rocket sẽ là GG. Well play. Tập hơn. Matchup này mình nghĩ được tầm 5-2-8 thôi. 5-2-8 chẳng là không chút. Ok, chúng ta sẽ đến vào một cái matchup tiếp theo. À, mình muốn chọn ở đây sẽ là một cái... nếu mà Zodiac thì anh ta mình nghĩ đến là Alison Golem. Đây là một cái matchup cực kỳ khó để control với lại Lockbait. Mình đã thấy rất nhiều player khi mà đánh Lockbait và gặp Prince, gặp Alice Golem đánh rất mệt, rất mệt. Thông thường thì ở dụ cái deck của Yodiac này anh ta sẽ dùng cái Tornado sử dụng là Queen. Tập một đàn combo là Nai cũng là Goblin Gang rất thông minh và có rất nhiều đam đến từ phía bên trụ bên trái. Có thêm 1.500 máu, 1.500 đam đến từ phía bên trái. Rất tốt. Còn đây là thời điểm mà Zodiac chúng ta cần phải đẩy Alice Golem. Cần phải đẩy Alice Golem ở trong... Không, mình nghĩ là sẽ là đẩy một cái... Để một con Battle Healer hợp lý hơn. Còn cái con này có khả năng solo và... chặn được. Nhưng mà đây là thời điểm mà Zodiac anh ta được đẩy Alice Golem luôn. Mình nghĩ đây là thời điểm không tốt để đẩy Alice Golem bởi vì anh ta chưa có lợi thế về Ellie. Thường thì đẩy Alice Golem khi mà có sự support của Barbaria nữa. Nhưng mà preset là ở phía bên kia, ở preset ăn. Còn preset thì đánh là tướng mà nó không có sự support cho Rocket đây rồi. Còn như Spirit vẫn còn sống. Nguy hiểm quá, Akalam sẽ truyền thủ tướng này như thế nào đây? À, rất may khi mà Alice còn Battle Healer nằm xuống rồi. Đấy. Tiếp tục là Princess và Goblin Barrels. Sẽ dùng một cái Tornado trong turn này nữa. Có tận 2 hit đến từ Princess. Phải nói là những cái file đọc bài rất nhanh của Akalong, bởi vì cái deck của Zodiac này anh ta chỉ có một cái Firebolt và Tornado thôi. Vì vậy là anh ta không thể giết được con Princess và Goblin Barrels. Nên là cách nó cũng phải là có lợi thế một chút cho Akalong luôn. Tuy nhiên thì bị dồn daily và bị spam với tận hai con Elixir Golem và hai con Electro Dragon thôi, rất là khó đánh cho Akalong. Zodiac anh ta cần phải đổi hướng, đúng rồi. Anh ta sẽ không đánh một cái trụ bên kia nữa. Coi như là anh cái trụ bên kia có thể bỏ đi. Và phòng thủ rất nhiều và thủ cho có nữa. Thế ra anh ta cũng không phải dồn người. Rồi bắt thôi L đi ngược hướng để đánh vào hướng vào con preset. Anh ta cần phải giết được con preset đã. Baby Dragon và Angel Dragon cách chắc cũng rất là thông minh. Đổi hướng và rất may đến từ cho nhà anh ta đổi hướng này rất tốt. Và đây là thời điểm Tornado fail. Tornado đã lẽ ra là mình kéo được hai con preset rồi, nhưng mà giờ này thì không. Đây là thời điểm Akalong Pro sẽ có control game tốt. Mình thấy cái lỗi của Zodiac chính là anh ta cái Tornado Tornado vừa rồi thì mình đã không kéo được hai con preset thì mình đã cần phải sử dụng con cái Tornado nữa hoặc sử dụng một Fireball trong con preset kia đấy thì sẽ mất game rồi. Lỗi trong cái matchup này, lỗi cho Zodiac quá nhiều. Ok, chúng ta sẽ đến vào hand. Top player này thì đến từ Nhật Bản và anh ta đánh mỗi cái deck này, nếu mình nhớ không nhầm cái deck kiểu này rất là dị. Đây là phiên bản có Goblin Barrel, Hunter, Zappy, Royal Dragon và Bomber. Mình nhớ những cái mùa đâu đó là cách đây rất nhiều mùa anh chơi deck rất dị, chính mình anh ta đấy, kiểu của mình. Mày ta là chuyên lên top, còn mình là lẹt đẹp đấy.
Bomber là một cái bài rất là khó chịu khi mà nó nó như nào khi mà nó kết hợp với lại còn mấy con những nhân sau ấy, đặc biệt là Golem hay là con gì đấy kiểu là Lumberjack chẳng hạn, cứ chạy. Bây giờ thì mình thấy là Bomber kết hợp với lại Golem nhiều, Fire Giant ít, rất nhiều đam và thả ngay một đam Zappy. À, đam Zappy này thì đơn giản sẽ xử lý cho Aggron thôi. Không một cái điều đó là cái deck của Hand Hands này anh ta cũng không rất khó để có thể control game này, bởi vì là Princess vẫn còn đấy. Anh ta sử dụng một con Bomber và là một con Knight. Một hit Bomber cực kỳ giá trị, one hit rồi, one kill. Phải thả một con Knight rồi. Và tiếp tục là sẽ đẩy Robin Gang, còn dùng thời sử dụng Robin Gang giữ lại Robin Gang đi fan Horizon Horizon Skeleton. Cũng xúc bắt chưa đủ Ellie để có thể dùng Earthquake. Như vậy trong cái tuần này thì Aqualung là các thứ được thôi. Phải thả ngay một con này, tuy nhiên thì con này nó bị đam của cái bom của con Giant Skeleton rất đau. Còn đó là những pha mà phân phát gọi là sử dụng quân, điều quân rất hợp lý đấy từ Hand Hands. Anh ta ví dụ trong cái turn vừa rồi thì anh ta chỉ sử dụng mỗi 3 con Goblin Spear thôi. Lock rất chuẩn. 3 con Goblin Spear để defend Goblin Barrels. Rồi bây giờ thời điểm là Zappy. Zappy xuất hiện. Sẽ có một cái lock cho là Zappy này và một con hit của Grumpy Set là hợp lý. Earthquake trong tuần này không? Rồi, nó sẽ tốt và diễn được đàn Goblin Gang tiếp tục vào Coffee Set 2. Đây là thời điểm chưa thể cắm được Tesla, bởi vì đợi Tesla sẽ đợi cho đợi đợi xuất hiện để defend Royal Dragon. Bởi vì trong cái giờ này nếu mà không sử dụng, nếu mà không giữ lại Tesla thì defend Royal Dragon rất là khó để ngăn cản được bước chân của nó, chân của Royal Dragon trong thân tiếp theo, trong thân mà xuất hiện. Đó gọi là Out Cycle, tự nhiên sẽ không có để control game. Royal Dragon đẩy phía sau Skeleton Dragon khó chịu. Tuy nhiên thì con này vẫn còn đấy và Tesla vẫn còn đấy. Một hit, chưa có một hit đến từ Royal Dragon và một hit của con Bomber. Có một cái điều các bạn mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà các thẻ bài nào còn một chút máu ấy, thì các bạn không nên thả ra một cái thẻ bài để chop khác, chop để defend, bởi vì là game này có một cái điều đó chính là như này. Máu của các chót mà quản kiếm thì nó sẽ dành cho trụ để bắn, nhưng mà khi mà các bạn thả một cái chót nữa thì tự nhiên cái con kia lại có thêm một hit. Không biết là các bạn có nhận ra cái điều đấy không. Ví dụ trong cái turn vừa rồi khi mà con Bomber nó không nhìn thấy con Princess thì nó sẽ không có một hit nào nữa, nhưng turn vừa rồi thì nó lại xuất hiện, nó nhìn thấy con Princess luôn, thì đáng lẽ ra nó chết trước thì nó lại thêm một hit nữa, con Princess và con Princess chết luôn. Và đây là một game cuối cùng mà mình chia sẻ với các bạn. Deck cục xúc Sparky và Alice Barbarian. Phải nói là Alice Barbarian mùa này cực kỳ mạnh. Mình phải nói là cực kỳ mạnh và cực kỳ khó chịu. Còn đối với Sparky thì thật sự phải nói là mùa này nó phế thật. Nó phế thật. Mình thấy mùa trước là từ mùa 2, mùa trước, 3 mùa trước mình thấy Sparky quá bạn ạ. Bởi vì là cái first hit của nó rất rất nhanh và gần như là ví dụ mình đặt bán key thì mình cũng không thể defend được. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà nó bị giảm cái first hit rồi thì sự phải nói là Sparky không còn đáng sợ như bây giờ như ngày trước này. Bây giờ là Sparky nên là các top player họ không ít sử dụng Sparky nữa rồi. Bởi Sparky nó không có tạo ra cái điểm nhấn ở cái trận hit đầu tiên. Ok. Thời điểm này Rocket là chuẩn luôn bởi vì là sẽ chạy. Khi mà có Sparky thì Rocket luôn để sử dụng để defend Sparky. Để giết Sparky đầu tiên làm gì làm. Còn việc mà con Nai với lại con Alice Barbarian cộng với lại con Dragon thì sẽ rất defend rất dễ. Chúng ta có building, chúng ta có rất nhiều thứ để có thể defend. Cho dù combat có combat thì có con Heal Spirit thì Dragon thì cũng chỉ có vài giây là có thể bay hơi thôi.
dùng một giáp. Cái deck matchup này đánh, nó dễ cho áp Long, bởi vì anh ta bên deck này thì anh ta có dây khi anh ta chỉ có một giáp, có một cái lệnh của con Evip thôi, chẳng lẽ sử dụng con Evip, mà đặc biệt là con Evip mùa này nó yếu nữa cả. Nó yếu hơn, nó chỉ giảm một chút máu về cái phần đam của nó, tuy nhiên nó cũng rất lợi hại để tôi thay đổi người ta. Thế là sự ba bài gắng bên này cũng được. Sử dụng Precept và Heal Spirits. Thì tôi rất hay, tuy nhiên thì các bạn thấy là Sparky Sparky không mạnh như ngày xưa nữa, không còn đáng sợ như ngày xưa nữa. Đi một trước. Nhưng mà phải nói là Zeki anh ta sử dụng những cái pha nó cũng bất ngờ thú vị. Fireball rất nhiều đam đến từ một cái combo vừa rồi, đơn giản nhưng hiệu quả. Và Varian xuất hiện rất phục chung Tesla rồi. Đây thời của mặt Tesla Tesla phải sử dụng Opinion để defend chậm. Tesla con sai lần rất lao vào, nó lại lao vào chuỗi không được Tesla lỗi ít từ Avalon. Và đây là thời điểm hack của Princess. Thế chơi mình rất đầu và đây Opinion Princess không chết và Gopinion cũng còn nằm đấy, ta xuất hiện. Con Mai sẽ chặn được cái đợt này, tôi được rất nhiều đam đến từ Goblin. Phải nói là những pha gọi là out cycle quá nhanh của hai player. Không, Akalong đánh ta không out cycle nhưng mà Zeki đánh ta rất đau đầu rất đau đầu là người ta khi sẽ xử lý con này như thế nào nữa. Bởi vì bất lợi cho matchup này là giáp và Cradle. Tuy nhiên thì cục xúc đến từ nhiều quá. Một cái lock giá trị. Không biết xem được cái làm việc như tốt và Hiss Ice Creed nhảy lên không được không? Vẫn có một hit đến từ Vincent rất tốt và đây là thời điểm mà Rocket Cycle. Rock một rock à, mình một rocket và hai lock là xong rồi. GG, well play, đánh rất hay. Và đây là một cái lâu lắm rồi mình mới có 6 đứa để làm video về top player Việt Nam cho anh em xem. Ngày xưa mình bình thường thì mình sẽ không bình luận đâu, bởi vì là mình bình luận mọi người chẳng biết đây thành được. Good job, còn Rocket. GG, well play. Perfect. Ok, cảm ơn anh em đã xem nhé. Cái link của Akalong Pro thì mình để dưới phần mô tả, và anh em nào muốn xem anh ấy đánh game thì nhớ add Facebook của anh ta dưới phần mô tả. Thanks for watching and see you, anh em. Bye bye. See you next time. See you.